Xin chào các bạn. Hôm nay thì chị Cô Trùng là Lạc muốn giới thiệu cho các bạn một cái dòng thuốc đang được sử dụng rất phổ biến trong việc diệt côn trùng như là ruồi, muỗi, kiến, gián vân vân. Đây là một cái loại thuốc đã được sử dụng qua rất là nhiều năm rồi và cái chất lượng cũng như thương hiệu của nó đã được khẳng định. Đây chính là cái chai mà mình muốn chia sẻ và giới thiệu cho các bạn. Tên gọi của nó là Fendona 10SC và cái hoạt chất của nó là Alpha Sipecmarin 10%. Như trên hình các bạn thấy là nó tiêu diệt được rất là nhiều các loại côn trùng khác nhau. Các bạn thấy đây nha. Đây cái hình đây. Hình đây thì chúng ta sẽ có con gì đây nha. Các bạn đợi mình một chút. Đây chúng ta sẽ có muỗi, gián, kiến, ruồi, bọ chét và cả kiến ba khoang nữa các bạn. Đây, ở trên nhãn nó ghi rất là rõ nha. Và cái sản phẩm này thì được sản xuất tại Pháp nha, sản xuất tại Pháp và do công ty trách nhiệm hữu hạn PAS Việt Nam nhập về. Và nó được WHOPEC nè, đánh giá khuyến cáo sử dụng trên toàn cầu. Đây, sản phẩm này thì được sử dụng rất phổ biến. Và cái nhãn này thì cái chai này thì nó cũng đã thay đổi theo thời gian nha các bạn. Đây là cái mẫu mới nhất hiện nay nha. Đây là một mẫu mới nhất hiện nay. Thì cái sản phẩm này được công ty Hợp Chí phân phối ở tại thị trường Việt Nam. Và các bạn thấy là cái chai này 1 lít nha, chai này 1 lít. Thể tích thật là 1 lít, nó cao và dài hơn cái chai những cái chai thuốc khác rất là nhiều. Và màu của nó cũng rất là sặc sỡ, nó đóng màu vàng nha. Tuy nhiên ở cái màu vàng này thì các bạn sẽ lưu ý nè, nó có hai màu vàng nha. Cái nắp thì nó vàng đậm hơn nha. Còn cái thân chai, cái vỏ chai đó thì nó màu vàng nhưng mà vàng nhạt nha. Ngoài ra thì trên này nha, trên này nó còn có một cái ký tự nữa nha, để giúp chúng ta có thể phân biệt được nha. Các bạn lưu ý khi mua những sản phẩm như thế này, tại vì giá thành nó rất là cao. Do vậy mà nếu các bạn mua phải hàng giả thì dĩ nhiên là nó tổn thất rất là nặng nề. Với cái dòng sản phẩm này thì các bạn thấy là nó với dòng sản phẩm này thì các bạn thấy là nó tuồn lưu rất là tốt. Và trong từng loại môi trường khác nhau thì nó sẽ cho những cái kết quả rất là tuyệt vời. Các bạn thấy là để ý đây, đây là phía trên nhãn của nó nhé. Thì các bạn thấy là tùy vào cái loại côn trùng mà cái thời gian tuồn lưu của nó có thể khác nhau. Ví dụ như là muỗi là được 6 tháng nè, ruồi 4 tháng, gián 4 tháng, kiến 5 tháng, bọ chét 4 tháng, kiến ba khoang thì 1 tháng nhé. Và nếu các bạn dùng để mà tẩm mùng nha, tẩm mùng thì các bạn thấy là cái thời gian của nó là hiệu lực duy trì 8 tháng kể từ khi tẩm nha. Và khi tẩm mùng thì các bạn nhớ là chúng ta không giặt nha. Ở đây thì nó có một số chi tiết về cái thời hạn nha, thời hạn. Các bạn thấy thời hạn này. Cái này là hàng sử dụng, để mình xem hàng sử dụng là nó sẽ rơi vào mấy năm nha. 9, 10. Nó sẽ là 3 năm. Từ năm 2019 đến năm 21 các bạn thấy nhé. Đây, nó được 3 năm. Cái Fenona này thì nó có cái ưu điểm, là thuốc này thì nó không có bị mùi, nghĩa là nó không mùi, gần như là không mùi, mùi rất là nhẹ. So với những sản phẩm hiện nay đang có trên thị trường thì cái gốc Sipec này nó có cái mùi rất là nhẹ và nó rất là an toàn. Nó phù hợp cho việc sử dụng ở những cái nơi sang trọng như là nhà hàng, khách sạn các bạn nhé. Tuy nhiên cái này nó cũng có một cái nhược điểm là nó cũng dễ gây kích ứng hơn so với những cái dòng thuốc này. Kích ứng nha, kích ứng, các bạn nhớ chữ kích ứng nha. Có nghĩa là khi mà các bạn tiếp xúc với nó thì khi mà các bạn tiếp xúc và các bạn đụng lên những cái phần da nhạy cảm cơ thể, ví dụ như là mặt, mắt đó, thì nó có thể gây ngứa nha. Do vậy mà lưu ý là người phun và cái người ở trong khu vực đó cũng phải phải có cái thời gian cách ly nha. Ví dụ các bạn phun vào trong cái tường vách thì tốt nhất là cũng nên cách ly trong khoảng thời gian từ nửa tiếng cho đến một tiếng nhé, trước khi đụng vào cái bề mặt, để tránh cái trường hợp là thuốc nó sẽ bám vào tay và khi mà bạn đụng vào mắt, mũi gì đó nó sẽ gây ngứa nhé. Còn với người phun thì các bạn lưu ý là chúng ta cần phải có kính, có khẩu trang, có mũ để mà che nhé. Tại vì cái này phun tuần lưu, do vậy mà khi mà các bạn phun ở những cái khu vực cao, ví dụ tầm 2-3 mét đó, các bạn quơ thuốc lên thì sẽ có những hạt nhỏ nó rớt xuống và nếu bạn không đeo bảo hộ nha thì nó sẽ rớt vào mặt, vào mắt và nó sẽ gây ngứa nha, rất là ngứa. Do vậy mà các bạn lưu ý đối với sản phẩm Fendona này. Ngoài ra thì chất lượng của nó cũng như là những cái phần khác thì
rất là tuyệt vời rồi và không phải lo lắng. Với Fenona này thì nó có đóng chai là 100ml, nửa lít hoặc là 1 lít. Do vậy mà các bạn có thể là tùy vào cái diện tích phun mà chúng ta sẽ lựa chọn một cái chai với cái thể tích phù hợp các bạn nhé. Với sản phẩm này thì có một lưu ý, khi mà sử dụng thì các bạn cần phải lắc lên, lắc thật là kỹ nhé. Tại vì nó là một cái loại giống như là hỗn dịch nha. Nó là một loại hỗn dịch, nó sệt. Do vậy mà khi mà các bạn, trước khi mà các bạn rót ra thì các bạn cần phải lắc kỹ, đặc biệt với những cái chai mà đóng chai 1 lít nha. Thì các bạn khi mà để một thời gian thì nó sẽ lắng xuống nha. Những cái thành phần nặng nó sẽ lắng xuống. Do vậy mà chúng ta phải lắc kỹ trước khi dùng. Và thứ hai nữa là khi mà các bạn cho cái thuốc này vào trong cái bình phun thì các bạn cũng cần phải lắc kỹ để cho nó tan ra, tan đều ra nha, để đảm bảo được cái chất lượng của thuốc. Rồi, như vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn một loại thuốc rất là tốt hiện nay và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn muốn xem được nhiều video khác nữa của Diệp Côn Trùng Đà Lạt thì các bạn nhớ đăng ký kênh và nhớ là bật chuông lên để khi mình sản xuất một video mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên xem được những cái video đó nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nếu các bạn còn những cái thắc mắc, những cái ý kiến gì về cái dòng thuốc Fenona này thì các bạn có thể để lại comment bên dưới video và mình sẽ trả lời cho các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.